Xin chào các khách hàng thân yêu đã đến với livestream của DK Eyebrow Beauty ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một khách hàng là anh Huy ạ. Anh Huy ngày hôm nay thì vừa trải nghiệm xong dịch vụ laser môi. Em chào anh Huy ạ. Anh có thể nói cho mọi người biết được là anh đã làm phun môi được bao nhiêu lâu rồi không ạ? Mình làm cái đây vừa khoảng 4 tháng. Dạ vâng ạ. Thì chúng ta sẽ cùng xem cái hình ảnh của anh Huy trước khi laser nhé. Hình ảnh ban đầu của anh Huy thì cái màu môi phun không đều, mực bị bết ở phần viền. Như mọi người có thể thấy thì giữa môi trên và môi dưới thì hai màu đang không đều nhau. Đó. Và với những khách nam mà khử thâm màu như thế này thì hiện đang là rất là đậm, nhìn sẽ thiếu tự nhiên. Và anh Huy sau khi vừa mới laser môi xong, với dịch vụ laser môi tại DK thì khi mà khách hàng hút laser xong thì môi không hề bị sưng tấy cũng như là bong chóc gì cả. Anh ơi, anh có thể cho mọi người biết một chút cảm nhận của mình sau khi laser môi được không ạ? Mình thấy khi laser thì mình thấy nó hơi gọi là châm chích một chút thôi. Dạ, và vâng sau ạ. Đó thì mình thấy nó bình thường. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Anh ơi, với một liệu trình laser môi thì khoảng 2 tuần nữa bên em sẽ gọi điện để nhắc lịch mời anh qua để hút tiếp buổi tiếp theo anh nhé. Okay. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Dạ vâng ạ. Với những khách hàng nam khi mà sử dụng dịch vụ khử thâm môi thì thường sẽ thiên về cái yếu tố tự nhiên hơn. Cho nên nếu mà những ai mà khách hàng nam nào đang là làm môi ở nơi khác mà bị dấu hiệu như anh Huy là màu môi đậm này, màu không được tự nhiên thì có thể là gọi điện đến số hotline của DK là 0912310000 hoặc có thể nhắn tin qua fanpage DK Eyebrow Beauty để đội ngũ DK có thể tư vấn cho mọi người kỹ hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong livestream tiếp theo ạ.